khi mà em về với đội của anh, chắc chắn anh sẽ làm cho tất cả những cái năng lượng đó sẽ được đốt cháy, sẽ sáng rực rực trên sân khấu. Khán giả họ đến bằng trái tim chứ không đến bằng ánh nhìn từ bên ngoài. Về với đội của Nu, Nu sẽ làm nhiều điều còn điên hơn như vậy nữa. Đội của anh Nu, đội của anh Nu, đội của anh Nu, anh xin về đội anh Nu ạ. Đội của mình, anh Nu Phước Thịnh, anh Nu Phước Thịnh ạ. Anh Nu Phước Thịnh, anh Nu Phước Thịnh, đội của anh Nu. Xin chào đội của anh Nu Phước Thịnh. Không có bất cứ một màu sắc nào giống với tất cả các bạn. Khi mà các bạn đến với Nu Phước Thịnh, Nu sẽ làm cho các bạn không bao giờ có thể lẫn lộn với bất cứ ai. Khi các bạn có tiếng hát lên, khán giả sẽ nhận ra và ủng hộ cho các bạn. Có rất là nhiều lý do quyết định chọn vào đội của huấn luyện viên Nu Phước Thịnh. Huấn luyện viên Nu Phước Thịnh là một người điển hình cho sự chăm chỉ và luôn luôn phấn đấu cố gắng tới những cái điểm cao mới. Với anh Nu Phước Thịnh có một cái tư duy âm nhạc và một cái cách xử lý âm nhạc rất là hiện đại và văn minh, và những bước nhảy rất là uyển chuyển trên sân khấu. Mà đây là cái mà Huy rất là cần. Từ những ngày đầu tiên anh ca hát, mình đã để ý cái phong cách, những cái thần thái và tất cả những cái con đường của anh ấy. Thì mình rất là khâm phục huấn luyện viên Nu Phước Thịnh. Mình tin tưởng một cái con đường âm nhạc của anh Nu đã có một cái quãng thời gian tôi luyện rất là nhiều. Mình muốn học hỏi ở anh Nu cái điều đó, và mình muốn đạt được sự trưởng thành như anh Nu. Và Nga rất là tin tưởng anh Nu có thể đem cho Nga một cái luồng gió mới, một cái phong cách mới. Điều đặc biệt mà mình đến với team của anh Nu đó là cái cách anh ấy thể hiện cảm xúc của một bài hát, và mình nghĩ rằng mình có thể đồng điệu. Huấn luyện viên sẽ tạo cho mình một cái phong cách mới mẻ hơn, hiện đại và văn minh hơn. Huấn luyện viên Nu Phước Thịnh sẽ giúp mình tỏa sáng trên sân khấu. Muốn được chính như huấn luyện viên của mình và học hỏi được kinh nghiệm, bản lĩnh và chiếm được tình cảm của khán giả. Và Sara tin chắc rằng Sara có thể học hỏi từ huấn luyện viên Nu Phước Thịnh để Sara có thể có những phần trình diễn tốt nhất trong đầu phương năm nay. Đến với The Voice năm nay thì mình muốn thể hiện khả năng sáng tác của mình. Ra đến với chương trình giọng hát Việt năm nay để chinh phục nhiều sự ủng hộ của khán giả Việt Nam. Mình muốn chinh phục được nhiều màu sắc âm nhạc hơn nữa và vượt qua được chính bản thân mình. Và tôi rất quyết tâm chinh phục những nốt thật là cao, những câu tiếng chất. Mình rất là mong muốn mọi người nhìn mình là một người thực sự có đam mê âm nhạc. Tuấn Anh muốn chinh phục được tất cả các thử thách. Mình muốn chinh phục tất cả khán giả. Mình muốn thể hiện với tôi âm nhạc của mình. Tôi muốn chinh phục khán giả của giọng hát Việt 2017. Mình quyết tâm chinh phục The Voice của năm nay. Và bây giờ Nga đã sẵn sàng để chinh phục tất cả những thử thách mà The Voice đưa ra cho Nga. Và với đội Nu Phước Thịnh, chúng ta sẽ đi được tới đâu, chúng ta sẽ làm được những gì? Đây là một câu hỏi rất lớn Nu đặt ra cho bản thân mình, cũng như Nu đặt ra cho chương trình. Và lúc này đây, Nu muốn đội của Nu phải linh hoạt, phải đa năng trong tất cả các dòng nhạc, phải chiều lòng được tất cả quý vị khán giả khó tính nhất để xem giọng hát Việt. Và chúng tôi là team của Nu Phước Thịnh. Nu Phước Thịnh. Chúng tôi là team của Nu Phước Thịnh. Nu Phước Thịnh. Nu Phước Thịnh. Của Nu Phước Thịnh. Và chúng tôi là team của Nu Phước Thịnh. Chúng tôi là team của Nu Phước Thịnh.